Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn những cái thông tin về cái trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển quốc gia Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày hôm nay, ngày 10 tháng 9 năm 2024 tại giải LB Bank Cup 2024 diễn ra tại Việt Nam. Cụ thể là diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình tối đêm nay. Thật sự là đây là một cái trận đấu rất là đáng chờ đợi, vì đây là cái trận đấu mà chúng ta gặp một cái đối thủ đại kình địch, đó chính là đội tuyển Thái Lan, và cũng là một cái trận đấu đầu tiên của huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta đối đầu với một cái đại kình địch tại khu vực Đông Nam Á. Và chúng ta hãy cùng xem huấn luyện viên Kim Sang-sik, một người Hàn Quốc khác, sẽ làm gì trước đội tuyển Thái Lan, một cái đại kình địch mà chúng ta luôn luôn là muốn chiến thắng, cũng như họ, đội tuyển Thái Lan luôn luôn muốn chiến thắng trước đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta. Dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo thì ông đã làm được một điều mà đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta rất là muốn, người hâm mộ Việt Nam của chúng ta rất là muốn, đó chính là có được một chiến thắng trước đội tuyển quốc gia Thái Lan ở King Cup. Và quý vị và các bạn nên nhớ là King Cup là diễn ra tại Thái Lan, và chúng ta đã có được một chiến thắng trước đội tuyển quốc gia Thái Lan. Sau đó thì chúng ta đã thi đấu rất là tự tin trước một cái đội tuyển có đội hình chất lượng hơn so với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tuy rằng là cái đội hình thời huấn luyện viên Park Hang-seo là một cái đội hình vàng, tức là một đội hình mà gồm có những cầu thủ rất là tài năng như là Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải, vân vân, những cái cầu thủ được trưởng thành đa số là lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai, họ thi đấu từ nhỏ với nhau, họ tập luyện ăn ngủ với nhau ở câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, và học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai là cái học viện theo mô hình của cái bóng đá học viện Arsenal đấy, đó chính là một cái Arsenal GMC như quý vị. Nhưng mà mình cũng xin chia sẻ rằng là cái lứa đó vẫn không có bằng cái lứa của cái lứa đó của Việt Nam, cũng như là không có bằng được cái lứa đó của Thái Lan đó, China Tip hay là như thế này nọ đó, là cái lứa đó thì vẫn chất lượng hơn. Tại vì sao mình nói như vậy? Tại vì cho dù là dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những cái thành công, nhưng mà nếu như mà nhìn vào thì cái đội hình của đội tuyển Thái Lan vẫn chất lượng hơn chúng ta đó. Vì sao? Vì là rất là nhiều cái cầu thủ Thái Lan họ xuất ngoại, họ qua Nhật, họ qua châu Âu, họ thi đấu, họ thành công, họ chiếm được cái suất đá chính, và thậm chí Chanathip là một cái cầu thủ quan trọng bậc nhất của câu lạc bộ tại Nhật Bản. Còn những cái cầu thủ cũng lứa đó của Việt Nam của chúng ta thì xuất ngoại như là Công Phượng hay là Tuấn Anh hay là Xuân Trường hay là Đoàn Văn Hậu, Quang Hải, trước đó thì Lê Công Vinh đó thì mình không nói đấy, rất là nhiều cái cầu thủ của chúng ta xuất ngoại. Đặng Văn Lâm thì bắt bên Thái Lan thì mình nói, nhưng mà khi mà qua bên Hàn Quốc hay Nhật Bản gì đó thì cũng là dự bị thôi. Thì tất cả những cái cầu thủ của Thái Lan họ qua bển á thì tỷ lệ họ thành công cao hơn, thì còn Việt Nam của chúng ta qua bển á thì toàn là dự bị không, mà thậm chí mà dự bị mà cả nguyên cả quá trình mà đi qua bển cả năm trời, hai năm trời thì ra sân chỉ được vài chục phút á. Đó, Quang Hải thì qua POFC đó ở giải hạng 2 của Pháp thì chỉ được vào sân, nói chung là những cái trận đấu đầu thì còn huấn luyện viên của POFC còn tin tưởng cho, nhưng mà sau đó thì thể hiện không có được thì vẫn là dự bị, và nói chung là sau đó thì bị xuống phong độ luôn. Khi mà về lại V-League đá thì đá không được nữa, sau một thời gian thì Quang Hải mới lấy lại được phong độ thôi nha quý vị. Thì tất cả những cái yếu tố đó thì mình cũng xin chia sẻ rằng là chất lượng hiện tại bây giờ cầu thủ Việt Nam của chúng ta và cái chất lượng trước đó hồi xưa giờ thì mình không bằng Thái Lan, mình nhận xét là như vậy. Nhưng mà dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo thì ông đã gây dựng lên một cái chiến thuật rất là hợp lý, một cái đội tuyển Việt Nam đá rất là kiên cường, đá rất là đoàn kết và đá rất là ăn ý, cho nên chúng ta có được những cái kết quả tốt trước các cái đội bóng hàng đầu của khu vực Đông Nam Á nói riêng cũng như là châu Á nói chung. Chúng ta đá ngang ngửa với Nhật Bản, chúng ta vào tới trận chung kết U23 châu Á tại Trung Quốc, Thường Châu Trung Quốc, chỉ thua Uzbekistan những cái phút cuối cùng. Chúng ta đã vào tới tứ kết ASEAN Cup đấy, chứ đâu phải chuyện đơn giản đâu, rất là nhiều cái thành tích và chúng ta vô địch Đông Nam Á. Nhưng mà sau cái thất bại tại AFF Cup đó thì chúng ta đã chia tay với lại là huấn luyện viên của Việt Nam của chúng ta, huấn luyện viên rất là tuyệt vời, đó chính là huấn luyện viên Park Hang-seo. Sau đó thì ông Philip Chu về và phá nát cái nền bóng đá Việt Nam. Hiện tại bây giờ thì liên đoàn bóng đá Việt Nam của chúng ta tin tưởng một cái vị huấn luyện viên khác, huấn luyện viên người Hàn Quốc khác, đó chính là Kim Sang-sik, và hy vọng rằng Kim Sang-sik sẽ đưa ra những cái chiến thuật hợp lý như huấn luyện viên Park Hang-seo đó, để mà đưa bóng đá Việt Nam của chúng ta trở lại, ít nhất là trở lại là một cái đội bóng
cạnh tranh song phẳng cái chức vô địch tại AFF Cup, tức là vô địch Đông Nam Á đấy. Còn chúng ta không chưa có dám nghĩ đến là khu vực châu Á hay là World Cup gì cả. Hiện tại bây giờ bóng đá Việt Nam của chúng ta đi xuống rất là nhiều rồi, từ vị trí thứ 94 thế giới mà hiện tại bây giờ cái bảng xếp hạng FIFA của chúng ta lọt tới 120 mấy rồi quý vị. Thật sự là rất là buồn ha. Đó. Thì chúng ta hy vọng rằng chúng ta tới cái cuộc đua, được cái cuộc đua song phẳng, tức là chúng ta cũng không có dám nghĩ tới là cái cuộc đua là tức là cái chức vô địch AFF Cup đâu. Vào tới trận chung kết là đã quá trời tuyệt vời rồi ha. Tại vì hiện tại bây giờ Đông Nam Á của chúng ta đấy, ngoại trừ Thái Lan thì một cái đội bóng còn mạnh hơn Thái Lan nữa, mình nhận xét là như vậy. Một cái đội bóng nhập tịch những cái cầu thủ hàng đầu, những cái cầu thủ có thể nói là thi đấu ở châu Âu, và có một cái cầu thủ hiện tại bây giờ đã nhập tịch, tức là một cái cầu thủ đó, chỉ cần một cái cầu thủ đó thôi thì giá trị hơn một cả cái đội tuyển Việt Nam của chúng ta cộng lại. Đó chính là đội tuyển, quý vị và các bạn chắc cũng đã biết rồi, Indonesia nha quý vị. Và nếu như mà chúng ta muốn vô địch AFF Cup thì chúng ta phải vượt qua ít nhất là phải hai đối thủ đó. Đó chính là Thái Lan và Indonesia. Và nhiệm vụ nếu như vượt qua được hai cái đối thủ đó thì thật sự là rất là tuyệt vời. Chúng ta chưa dám nghĩ tới cái khu vực châu Á đâu quý vị. Đấy, mình nói như thế này thì chắc có lẽ là nhiều người nói là mình sao mà cái gì đâu mà chê bóng đá Việt Nam. Không phải, hiện tại bây giờ thực tế thì mình phải là thực tế như vậy thôi. Mình đã bay trên bầu trời, mình đã bay trên bầu trời nó có nhiều quá rồi, nhiều năm quá rồi. Thời của huấn luyện viên Park Hang-seo đánh lành hơn 5 năm trời. Bây giờ mình đã thấy là nền bóng đá Việt Nam chúng ta đi xuống, thì mình phải nhìn nhận được là mình phải ước mơ nó tới đâu thôi. Đi từng bước để mà làm lại từ đầu. Rất là khó khăn cho huấn luyện viên Kim Sang-sik. Đấy, nhưng mà cũng đặt được mục tiêu cho ông là tới trận chung kết của AFF Cup thôi. Ông mới dám ký hợp đồng, chứ còn mà nói mà vô địch ở này nọ thì không có ai dám ký đâu. Huấn luyện viên Philippe Chu Xie đấy, ông đã hứa hẹn cái kiểu gì mà cuối cùng thì cũng là thất bại, hoàn toàn tập luôn, không có được một cái thành tích nào hết. Đấy, bây giờ là những cái nhận định phân tích dự đoán trước cái trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển Thái Lan nha quý vị. Hồi nãy giờ mình xoay quanh giữa cái lực lượng giữa hai bên rồi đánh giá ở Việt Nam của chúng ta. Tại cái giải giao hữu lần này, đội tuyển Thái Lan hạng 101 thế giới là đội bóng, là một trong hai đội khách chất lượng mời tới Hà Nội tham dự tranh tài LB Bank Cup. Trước đó thì đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta hạng thứ 115 thế giới đã để thua 0-3 trước đội tuyển Nga hạng 33 thế giới ở trận khai màn hôm ngày 5 tháng 9 năm 2024. Kết quả này là có thể là lường trước được nha quý vị. Như đã đưa tin thì trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Nga và đội tuyển Thái Lan hôm 7 tháng 9 đã bị hủy bỏ bởi cái ảnh hưởng bão Yagi, bão số 3 đã tàn phá Hà Nội rất là nặng nề. Dù vậy thì đội tuyển Thái Lan vẫn ở lại duy trì tập luyện hướng đến cuộc đối đầu rất là đáng chú ý với lại là đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta. Đấy quý vị, đó. Đây cũng là trận đấu đầu tiên và duy nhất đội tuyển Thái Lan tại cái giải giao hữu lần này đối đầu với đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Trong đội hình của đội tuyển Thái Lan sang Việt Nam lần này thì huấn luyện viên của đội tuyển Thái Lan đó chính là ông Masa Daya, không mang theo những cái cầu thủ trụ cột như là Tinasinanda hay là Chanathip hay là Songprasin hay là Thenathon Bumathan. Thay vào đó, nhà cầm quân người Nhật Bản sử dụng hầu hết gương mặt mới với lại là những cái cầu thủ trẻ, mục tiêu là thử nghiệm đội hình. Đấy, họ không mang những cái cầu thủ là xôi siêu sao nhất của họ nha quý vị. Thực tế cặp đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam, đội tuyển quốc gia Thái Lan luôn tạo ra sự hấp dẫn với người hâm mộ bởi cái bầu không khí hết sức là tuyệt vời. Và tất cả các cái giải đấu tại khu vực Đông Nam Á đều đáng chú ý. Tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan thường được ví như kình địch khi cả hai đội đều quyết đấu để mà giành được cái phần thắng nghiêng về mình. Thế nhưng theo cái thống kê từ năm 1995 đến nay thì đội tuyển quốc gia Việt Nam chỉ thắng 3 trận, hòa 8 và để thua tới 17 trận, tổng số 28 lần đối đầu với đội tuyển Thái Lan. Trong 5 trận lần gặp nhau gần đây thì đội tuyển Việt Nam cũng chưa từng thắng Thái Lan, 2 thua và 3 hòa. Lần gần nhất hai đội đối đầu tại chính là trận chung kết ở lượt về AFF Cup năm 2022, Việt Nam đã để thua Thái Lan với tỷ số 1-0. Hơn nữa trong loạt trận gần đây, đội tuyển Việt Nam cũng không có được cái phong độ ổn định, bởi dù đối đầu với đội hình Thái Lan không có sao kỳ cựu thì đội tuyển Việt Nam rất cần thận trọng chắc chiêu cái cơ hội, bởi đội tuyển Thái Lan vẫn có rất là nhiều tài năng trẻ đáng dè chừng như là Subanat hay là Ekanit hay là Kebede. Trong đó thì xét về tương quan lực lượng và phong độ, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan nhiều khả năng sẽ kết thúc với tỷ số hòa. Cần nói thêm cuộc đối đầu
cầu lần này sẽ là cuộc thử lửa rất là chất lượng, quan trọng giúp hai đội chạy đà cho AFF Cup năm 2024. Thì mình xin chia sẻ là cái trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2024, địa điểm là sân vận động quốc gia Mỹ Đình, thuộc cái giải đấu là FIFA Day LB Bank Cup 2024 FIFA Day vào tháng 9 nha quý vị, trực tiếp trên kênh YouTube của VFF hay là VTV5, những cái kênh đó là kênh trực tiếp cái trận đấu này. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây, mình hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một video gần nhất. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu muốn mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các cái bộ hát livestream thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại 0912781067 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã yêu mến ủng hộ đăng ký kênh Thai TV 1, Thai TV 2 và hướng dẫn trực tuyến trong cái thời gian vừa qua nha. Xin chào.